bác bật cho con hệ thống điện xong là dẫn con đi tham quan chi tiết tí nha bác nha. Đây là chủ đầu tư ở đây là Phúc Việt, xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Đây là kênh chuyên giới thiệu đến các bạn những mẫu nhà đẹp và mới để các bạn có thể tham khảo và xây cho mình và gia đình những mẫu nhà ưng ý. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một mẫu nhà hình chữ L kết hợp cùng với nhà thờ của gia đình. Xin mời các bạn cùng vào tham quan ngôi nhà cùng với ông chủ và gia đình. Các bạn xem kênh thấy hay nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh. Những cái hành động của các bạn là hoàn toàn miễn phí, cho nên các bạn cố gắng ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh. Chúc các bạn tìm được các mẫu nhà đẹp ưng ý cho mình và gia đình mình. Xin mời các bạn cùng vào tham quan ngôi nhà. Nhà này. Các bạn quan sát đây là tổng quan ở phía ngoài của ngôi nhà, phía sân cổng đây. Đây là phía đường đi ở phía trước. Sân này. Vâng, lên YouTube đi anh. Chính xác đấy, anh vào anh gõ kênh Đời Sống Việt là ra kênh của em luôn. Anh cứ gõ Đời Sống Việt. Trước đây anh theo của bác à? Dạ. Trước đây anh theo của bác à, bác kia đi làm thế nào? À. Đây đang làm, đây kia em. Vâng. À, hoàn thiện chưa anh? À, sao hoàn thiện? À. Ở đây to lắm. Vâng. Anh cũng xem kênh em rồi à? Thế xem đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bác quay cả bên Ninh Bình nữa đúng không? Đúng rồi. Em quay linh tinh cả, cứ đi chỗ nào các mẫu đẹp là quay. Đây là mẫu nhà thờ của gia đình kết hợp với nhà ở, rất là đẹp. Chào các bạn, hôm nay bác Thọ, chủ nhà của gia đình sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể tổng quan của ngôi nhà cũng như là dẫn anh em cùng đi tham quan ngôi nhà cùng với bác và gia đình. Xin mời bác. Đây là thuộc xóm trung cư của xã Tiến, vừa đi tỉnh Ninh Bình. Vâng. Cái diện tích tôi đang ở đây là khoảng 200 mét vuông. Vâng. Tổng là khoảng 200 mét vuông. Vâng. Dạ. Thì có hai khu vực, phía trong kia là nơi sinh hoạt. Vâng. Còn ba gian nhà trên đây là ba gian. Vâng. Là nhà khách và nhà. Vâng. Vâng. Nhà khách. Dạ. Vâng. Thì cái nhà khách nhà lề và nhà thờ thì làm từ năm 2008. À, vâng. Hôm nay đã được khoảng chục năm rồi. Chục năm rồi, vâng. Dạ. Thì, nguyên liệu của nó, vật liệu của nó, vâng, là gỗ. À, hoàn toàn vâng. Bằng gỗ. Hoàn toàn bằng gỗ, vâng. Gỗ mít. Vâng. Gỗ mít này, gỗ mít của Nghệ An, vâng. Bắc Lắk. Vâng. Và một số nơi nữa. Vâng. Thì làm được cái gỗ mít thì vâng, việc kiếm gỗ nó khó hơn đúng rồi, nó đi rất nhiều. Vâng. Hai nữa là gỗ mít thì nó là cái gỗ truyền thống. Vâng. Các cụ ngày xưa thường có câu nói vâng, là gỗ mít thì làm nhà, gỗ đa thì đóng đụn, tức là vâng, cái đóng cái cột vâng, cột để làm đống rơm ấy, là cái ta làm bằng gỗ đa. Vâng. Thì cái đấy nó nhanh hỏng, nhưng gỗ đúng mít rồi, thì làm nhà vâng, nó trường tồn. Vâng. Nó trường tồn, nếu mà gỗ mít mà để trong nhà vâng, không bị mưa nắng thì có thể được hàng ngàn năm. À, vâng. Ví dụ như các cái pho tượng, các cái chùa cổ vâng, Hà Tây, chùa Đậu và một nơi vâng, số nơi thì tôi đã đi tham quan liều thì nó khoảng 6-700 vâng, năm rồi nay rồi. Vâng. Có những ngôi chùa mà cái ngưỡng cửa người ta đi qua vâng, bằng gỗ mít vâng, nó đã mòn vẹt đi rồi vâng, nhưng mà nó vẫn còn cái thời gian vâng, không bị mối mòn vâng, không
Cái gỗ mít thì khi mà đã là gỗ lõi thì nó không bị mối mọt. Nhưng khi đã bị rác thì nó mục ngay. Đấy cái đặc tính của gỗ mít là gỗ mít thì nó dai, nó quánh. Nếu cái cột tròn mà làm bằng nguyên một thân cây gỗ mít thì nó không bị thông tâm như kiểu gỗ lim. Nếu gỗ lim mà làm cả một cái cây to như vậy thì thường là bị thông tâm. Đấy, sau này nó luồn giống ở giữa, nó không ở giữa. Các cái đình gỗ lớn cột thằng ôm này thì bao giờ giữa cũng bị động. Đấy là đấy. Còn cái cấu trúc của cái nhà này thì có khi tổng sẽ nói cái cách người ta làm. Đầu tiên bác giới thiệu cho anh em về cái khu cái này là phía ngoài này đi. Cái này là cái sảnh là tôi thiết kế là chỉ dùng chỉ để ngồi uống nước hoặc chơi cho các cháu nó chơi, hoặc là mình lúc nào mình rỗi thì mang ghế ra ngồi uống cà phê ngoài này. Uống cà phê uống trà đúng không? Uống trà ngoài này cho nó thoải mái về các chiều hè hoặc lúc nào thư rỗi thì là cái sảnh để mình nghỉ ngơi đúng không? Bác giới thiệu cho anh em cái đôi này là gọi là đôi ngao, con này là dùng để chấn tả. Con này là dùng để chấn tả. Con này nó không có tác dụng về chiêu tài. Chiêu tà chiêu lộc, nó chỉ chấn tà. Chấn tà và tên đầy đủ của nó là con ngao. Ngao ạ. Ngao cũng trong họ nhà trong nhà nghề các thứ đấy. Nó cùng họ nhà nghề và cùng với họ Tỳ Hưu. Cùng nhà nghề với nhà Tỳ Hưu. Nhưng mà đây là nó tên của nó chính thức là con ngao. Thường ở những nơi mà những cái đường đi lại nhiều. Những đường mà giao thông đi lại nhiều và những khu mà nó có nhiều sát khí. Thì thường là đặt cái con này. Để nó hóa giải cái sát khí để cho khu đất nó yên lành hơn. Thì gọi là cách suy nghĩ là như thế. Chấn tà. Con này chỉ chế có tác dụng chấn tà. Cái công trình này thì mình có làm cùng cái thời điểm cùng với ngôi nhà này liền một mạch luôn. Rồi bác cho anh em vào thăm một trong nhà. Còn phía trước nhà nhé, phía trước nhà thì tôi đặt một cái đây. Tôi đặt một cái bức bình phong. Bức bình phong bằng đá nguyên khối. Bằng đá nguyên khối. Bình phong nó có 4 chữ là hỷ khí danh ngôi. Theo tiếng Việt là khí lành đầy cửa. Trên này có một con thiên mã. Đây. Đầu thì là đầu con rồng, nhưng con người thì người và đuôi là mình đuôi thì ngựa. Đuôi rồng nhưng mà thân dưới chân là ngựa. Và hai cái cây đèn. Hai cây đèn này thể hiện cho âm dương. Bác đọc lại cho con 4 cái chữ này đây đúng không? Hỷ danh môn. Hỷ khí danh môn và môn này. Môn là cửa. Cửa tức là khí lành. Khí danh môn tức là khí lành đầy cửa. Và còn hai cái cây đèn này thì nó ý nghĩa như nào hả bác? Hai cây đèn thì thường là nó thể hiện cho âm dương. Một cái mặt trời, cái mặt trăng. Trong cái phong thủy thì âm dương ngũ hành nó là thiết và cơ bản của. Bác giới thiệu cho con về cái chiều dài và chiều rộng của cái ngôi nhà ba gian này. Ngôi nhà ba gian này chiều dài của nó là gần 8 mét, gần 8 mét. Chiều rộng của nó là cho nội tâm của nó là 4 mét, với là 1 mét 6 hiên là 4 mét 6. 4 mét 6 hiên. 4 mét 6 cả hiên và cả nội tâm. Từ tường sau ra phía trước này là 4 mét 6. Gần 8 mét và hệ thống cột là làm hoàn toàn bằng cột gỗ cột đá, trụ đá. Phía hiên này thì làm bằng trụ đá. Trụ đá là nếu để cột bằng lim hay là bằng gỗ mít ở ngoài này thì không chịu được mưa nắng. Được mưa nắng. Còn cái hàng của cái lan can này là cái loại gỗ mà người ta thường làm bằng cây bừa. Tức là nó không bị mưa nắng là nó không ảnh hưởng. Không bị gì cái cày và cái bừa của ngày xưa ấy là cái ấy của nó là cái loại gỗ mà nó chịu được mưa nắng, chịu được nước. Nó gọi là gỗ gì vậy bác? Nó là gỗ táu. Táu. Nó chịu được được mưa nắng chứ lim lại không được. Lim thì lại hỏng ngay. Chiều ngang là gần 8 mét đúng không bác? Chiều ngang gần 8 mét. Vâng. Còn nếu mà có thì có diện tích tốt thì làm cái dĩ này nó rộng ra thì đến 9 mét được. Còn cái hệ thống gỗ ở đây là hoàn toàn bằng gỗ mít hết đúng không bác? Gỗ mít hết. Còn hoành của nó
hoành của nó thì bằng gỗ lim. Hoành là bằng gỗ lim. Gỗ lim, bởi vì gỗ mít nó lực, cái lực ngang của nó rất kém, cho nên là nếu làm mà sẽ chịu lực thì nó lại yếu. Nó yếu cho nên người ta làm bằng gỗ lim. Vâng. Và cái gỗ lim thì có thể là tồn tại được 5-60 năm. Vâng. Thì đến khi 5-60 năm thì mới người ta mới phải đào ngói một lần. Đúng rồi. Vì đã là lập ngói này thì khoảng 5-60 năm mới phải đào ngói một lần. Vâng. Đây cái nền này cũng bằng đá tự nhiên. Nền bằng đá tự nhiên. Vâng. Hoàn toàn bằng đá tự nhiên. Thế còn hai cái con này thì Hai con này là hai con tỷ hưu. Con này có đặc tính là nó là chiêu tài. Vâng. Con này là chiêu tài, chiêu lộc. Vâng, cái con kia thì là đuổi tà khí đúng không? Đúng rồi, con này chiêu tài chiêu lộc. Vâng. Hoàn toàn là bằng đá tự bằng nhiên đá, hết. Vâng. Bằng đá tự nhiên ấy. Vâng. Con này cũng bằng đá tự nhiên. Vâng. Kể cả những cái chân cột này nó hoàn toàn bằng đá hết đó. Vâng. Thế còn cái cái thiết kế cửa này thì nó vẫn là theo cửa cổ ngày xưa đây à? Cửa này là cửa cổ ngày xưa, cửa bức bàn này. Bức bàn và nhưng mà bên... nó khác ngày xưa cái là cái, những cái chân quay này giờ nó hiện đại hơn gỗ bi. Và là bằng bi, còn dưới ngày xưa là cái ngõng xuống thôi. Ừ, cái ngõng xuống nó kêu. Thế còn cái hèm này thì nó vẫn là theo kiểu cổ ngày xưa đây ở đây nó cái ngưỡng, cái này và cái ngưỡng này, và cái ngưỡng này cái ngưỡng tại sao người ta phải làm nhà phải có ngưỡng. Vâng. Cho nên ngày xưa các cụ nói là cái gì nó phải đến ngưỡng của nó. Vâng. Cái ngưỡng là cái gì là cái để phân biệt giữa trong và ngoài. Vâng. Thế qua cái ngưỡng này sẽ là trong nhà và ngoài cái ngưỡng này sẽ là bên ngoài hiên. Vâng. Ngoài hiên. Ngoài hiên và sẽ là phía ngoài. Vâng. Đấy, cho nên là cái ý nghĩa của cái ngưỡng là cái ngăn cách giữa cái trong và cái ngoài. Vâng. Và tại sao lại làm cái ngưỡng cao như vậy? Nó khác cái nhà kiểu mới bây giờ, nhà bê tông bây giờ là cái là bằng nền. Là bằng nền, anh đi vào trong nhà anh có thể là cất thẳng lưng anh vào. Nhưng riêng cái ngưỡng này rất khoát, anh phải cúi đầu xuống anh mới vào được. Anh phải nhìn vào cái ngưỡng thì anh mới bước vào trong nhà người ta được. Đúng và rồi. Như vậy nó thể hiện cái sự tôn kính, tôn nghiêm. Tôn nghiêm chứ anh không thể ngửa mặt lên thẳng đầu anh vào được. Đúng cái này rồi. Là cái mà ý nghĩa của người xưa người ta làm nó như đúng vậy. Cho nên bây giờ mình cũng phải cái gì là cái cốt lõi của thì mình vẫn phải truyền giữ. Thống là mình phải giữ để làm cho nó đúng. Tức là khi anh bước vào trong nhà là anh phải cúi đầu. Cúi đầu xuống không thì anh vướng đầu gối ở đây như thế nào. Vâng. Cho nên cái ngưỡng nó có quan trọng như vậy. Thể hiện cái sự tôn nghiêm. Rồi bác cho anh em vào thăm từ bên này. Không làm trong kia đâu. Nhà này thì nó cấu trúc nó là ba gian. Vâng, ba gian. Vâng. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cái gian chính giữa này trước. Vâng. Riêng ba gian thì về mặt thiết kế thì số đo của ba gian này không bằng nhau. Lý do hả bác? Lý do của ba gian này không bằng nhau để khi mà người ta kéo bước lấy hai đường chéo để lấy tâm nhà nó không nằm chính giữa.
À, và nó phải lệch. Và nó phải lệch khỏi cái gian giữa này. Vâng. Người ta kiêng vì vì trong một ngôi nhà thì chia ra làm 9 cung mà. À. Chỉ là khi đó thì người ta phải tính là cái trung cung. Vâng. Trung cung là cái tâm nhà không được để chúng vào cái ban thờ. Vâng. À. Vâng. Và bao giờ làm nhà kiểu này thì bao giờ người ta cũng làm là cái phía sau nó nở. À. Phía trước nó thu lại nhưng không nhiều thì một phần. Thế còn đằng trước thì khi mà thiết kế thì đằng trước bao giờ nó cao hơn đằng sau được khoảng 1-2 phân để cái nhà nó trông có hướng là nó bay lên, nó vươn lên trông nó đẹp. Vâng. Đấy là cái trong cái thiết kế của người ta là như vậy. Vâng, vâng. Rất là nhiều ý nghĩa. Vâng. Thì lấy cái kết cấu trước là vâng. Như vậy. Vâng. Thì một gian bên này là có thể là để cho ông chủ có thể là nghỉ ngơi được. Vâng. Thường là để một cái sập. Vâng. Này cái sập. Vâng. Bên cạnh đó là có những giá sách. Vâng. Để có thể đọc để làm gì làm. Vâng. Thế còn gian giữa là để thờ. Vâng. Còn gian bên kia là gian tiếp khách. Vâng. Thì có một bộ trường kỳ. Ba gian. Vâng. Ba gian. Cái tổng quan về cái chiều cao này thì như nào? Chiều cao của nó là cả không kể tảng của nó là 4m6. 4m6 là tính nóc đấy. Để không. À. Cái cột này. À. Cái cột từ đỉnh cột cái này xuống là 4m6. 4m6 vâng. Vâng. Vậy thì nếu mà cả nóc thì nó phải vào khoảng hơn 6 mét một tí. Hơn 6 mét và 5-6 mét thì đấy. Vâng. Khoảng đấy, khoảng 6 vâng. mét. Thì cái cách làm như vậy nó mới thoáng. Nhưng ngày xưa, nhà vâng. ngày xưa là làm hơi thấp. Ngày xưa thì bây giờ làm theo kiểu mới là làm phải làm cao lên một tí. Vâng, ngày xưa thì kết cấu là làm sẽ hơi thấp hơn. Hơi thấp. Vâng. Tại vì cái cách xây dựng của người xưa thì ngày lại xưa khác. Bởi vì ngày xưa là gió bão nhiều và cái cách cũng sợ đến bão vâng. thì xây dựng nó hơi kém. Cái tường nhiếc thì nó không có được cái cốt chắc như bây giờ, đúng bây không? Bây giờ cái tường này, cái móng của cái tường này thì làm như cái móng của nhà tầng. Móng như tầng, vâng. Bởi vì cái nhà này vậy thôi nhưng khi nó chịu một cái lực nén của cái mái này, từ cái mái nó vật liệu khoảng 20 phân. Vâng, 20 phân. Có nghĩa là 1m2 mái này người ta lượm là theo quy chuẩn của bình thường nói là 80 viên nhưng tôi lọt tới 125 viên. Vâng. Mỗi mũi 1m2. 125 viên mình lọt dày lên. 125 dày lên nó chỉ thò ra có một tí mũi thôi mà. Vâng. Cho nên cái mái nó rất nặng. Rất nặng. Mà trong cái đó là mình lại còn có độ lót lại còn phải có chiếu lót nữa. Rồi là còn gỗ ở trên nên là nó rất nặng. Đấy. Cái gian bên này thì là mình sẽ bố trí là một cái sập. Vâng. Cộng với lại một cái giá sách. Vâng. Cái sập này thì để cho gia chủ là có thể nghỉ ngơi, nghỉ đúng không? Ngơi, hoặc là thư giãn đọc sách các thứ. Hoặc là có thể ngồi uống trà trên này cũng được. Cái sập này thì nó bằng gỗ gì đấy hả bác? Cái này là bằng gỗ. Đồ gia dụng thì ta làm bằng gỗ vụ. Vâng. Cái này nó gọi là sập vắt vải. Sập này đóng theo kiểu cổ. Vâng. Cái kích cỡ của cái sập này thì nó như nào? Kích cỡ sập này tôi không phải là thợ mộc nhưng mà nó tưởng là nó khoảng 1m8. Vâng. À 1m6. Đây là mình để 1, cái gian 6, này 1. Là rất hợp vừa luôn này. Vâng. Không phải tính khi mà anh làm nhà thì mình tính sao để đặt vừa cái vừa cái sập này. Vâng. Dạ. Vừa cái sập vào. Đấy còn cái bức tranh này thì cũng bằng sơn mài hả bác? Bức tranh này là bức tranh khảm trai. Vâng, khảm trai. Bức tranh này nó có ý nghĩa là bức tranh nó gọi là lục hạt quần tùng. Tức là 6 con hạt dưới gốc cây tùng. Vâng. Thể hiện ra tôi làm bức tranh này khi là ông bố tôi còn sống. Mẹ tôi cũng đang hiện nay đang còn. Và vợ chồng tôi cũng đang song toàn, con cái thôi chúng nó cũng vợ chồng đầy đủ. Thế là ba thế hệ đang còn song toàn thì người ta mới chơi bức tranh này, mình làm cái bức tranh này thì mới chơi được cái tranh thế này. Thế thì cái này bức tranh này bác cũng phải làm đến mấy chục năm nay rồi ạ. Bức tranh này làm từ khi 2002 tôi đã mua cái làm bức tranh này rồi. Vâng, rất là đẹp. Khảm trai rất là khảm sáng. Đây là ở Hà Tây Chuôn Tre là. Chuyên khảm trai đấy. Chuyên khảm trai ở Chuôn Tre. Vâng. Bác giải thích cho con cái bức đại tự này. Đại tự này tí ạ. Bức đại tự này là bức đại tự riêng của nhà cho nên là không phải bức thông dụng. Vâng. Nên là có ý nghĩa là đức trọng ân thâm. Vâng. Lấy đức làm trọng. Vâng. Ân nghĩa là phải nhớ sâu. Vâng. Dạ. Thế còn cái đất này trước đây là đất được vua ban cho nên là là cái hai câu đối mà bên là tài bồi triệu khải căn cơ hậu bên này. Nhuận trạch hoàng ân phúc lộ ra. Vâng. Tức là đất được vua ngày xưa là ban. Vâng. Dạ. Ban cho cái khu vực này. Vâng. Để vì các cụ tổ ngày xưa ở đây là cũng có công để lập lên ấp.
Vâng. Bên cái làng này. Vâng. Vì ông cụ tổ đến đời tôi là đời thứ 9. Vâng. Đời tôi đời thứ 9, vì còn cái nhà thờ họ bên kia, còn đây nhà thì họ, là tư gia. Vâng, đây là nhà thờ tư gia. Vâng. Thì là người mà sáng lập ra cái làng này. Vâng. Từ thời trước ấy. Vâng. Đến đời tôi là đời thứ 9 rồi. Vâng. Con tôi là đời thứ 10, cháu tôi đã sang đời thứ 11 vâng. rồi. Vâng, vâng. Bác giải thích cho con một chút cái cách bài trí ban thờ. À, bài trí ban thờ này thì vâng. giữa là cái ngai là cái vâng. thờ chung, còn vâng. cái lô nhang ở giữa thì là vâng. là gọi là thờ thần linh thổ địa. À, vâng. Còn bên tay phải mình đứng quay vào này vâng. thì là thờ các cụ vâng. nội tộc. Vâng. Và cái bát hương ngoài cùng là thờ ông bố thôi. Vâng. Vì bà mẹ tôi đang còn nên tôi vẫn phải tách riêng. Còn một vâng. bên là thờ bà cô, một bát hương thờ ông Mạnh. Bà cô, vâng, bà cô ông Mạnh. Vâng. Đấy. Tiếp cái ban phía ngoài này. Ban này gọi là cái nhang án. Nhang án. Cái này vâng. ban trong cái thì chỉ để vâng. cái này ạ, chỉ để thờ vâng. thắp hương và vâng. để hương hoa quả. Vâng. Còn đồ mặn tức là thịt, cá rồi cái đồ gì vâng. mà có mắm muối tương cà mặn thì mình lại riêng cái nhang án này, không được đưa trong vâng. để giữ cái ban ở trong vâng. sạch. Và phía ngoài này là cái bộ đỉnh. Cái bộ này à. Thì cái đỉnh này là chỉ để chơi thôi. Đỉnh à, nặng để chơi, còn cái đỉnh bé à, kia. Đỉnh bé kia thì mình mới là đốt nhang nến. Để đốt trầm. À, và để đốt trầm. Trầm nến. Vâng, đây, và trầm. Còn đỉnh này thì là mình để vừa là để thờ, trang trí vừa thờ. Và dạ. Cái bộ đỉnh này thì là bao nhiêu tiền hả bác? Cả đỉnh cả hạc này thì là. Cả đỉnh cả hạc này nó hơn 100. Hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Cái chất đồng thì nó thuộc dạng đồng gì hả bác? Nó là đồng. Nó đồng thau thôi, đồng ấy thôi, cái này vâng. là đúc theo kiểu cổ. Vâng. Đúc theo kiểu cổ. Vâng. Chứ cái đúc kiểu mới là đúc vâng. tròn và nó là đúc tam khí. Đúng rồi. Nó còn có cả khảm bạc, khảm vâng. Cổ là nó sẽ trơn như này đúng không? Nó trơn. Không, vâng. không có khảm nó dạng là mộc. Và cái dáng nó như thế nào? Vâng, dáng này là đúng dáng cổ đây. Dáng cổ. Vâng. Rồi bác sang cái gian bên này giúp con. Vâng, cái bác giới thiệu cho con về cái gian bên này. Đầu tiên là cái bức tranh kia thì nó là tứ quý, tứ quý, bức tứ quý xuân hạ thu đông. Và còn cái đồng hồ cái của nhà mình thì đồng hồ là... đồng hồ gì mà cái đồng hồ của Đức mà nên mà cái đồng hồ này nó cũng khoảng bao nhiêu năm này bác? Khoảng từ năm 1960. 60. Ui. 60 thì là đi cũng phải 50 năm rồi, hơn 50 năm. 50 năm rồi. Ừ. Nhưng không phải cổ cổ và gì thì nó là đồng hồ Đức, nó không thể quý như đồng hồ của Pháp được. Vâng. Thế còn cái tủ này nó cũng rất là kiểu cách này. Tủ này là tủ để chơi, đựng đồ chơi thôi. Vâng, nhưng mà nó rất là kiểu cách. Nó cũng dạng như tủ chè đây nhưng mà nó là kiểu cách hơn. Kiểu cách, cách đơn thôi. Vâng. Cái giá bên này thì mình sẽ là để chơi đồ, để đồ và rượu và rượu bình hoa. Và vì cái bàn này là bàn khách. Bàn khách. Bàn khách cái trường kỳ. Đây là cái khách. Bộ này là bộ trường kỳ đây. Ừ, và dạ, bộ trường kỳ này. Cái này cũng bằng gỗ vụ. Gỗ vụ và cái tủ kia cũng bằng gỗ, tức là cái đồ gia dụng thì người ta làm số bằng gỗ. Còn cái lèo này thì mình nó bằng gỗ gì hả bác? Cái này cái lèo này thì bằng gỗ gỗ rổi. À gỗ rổi. Và còn toàn bộ cái hệ cột các thứ này là bằng gỗ mít hết. Gỗ mít. Vâng, dạ. Tổng chi phí để mình xây dựng một cái ngôi nhà thờ cổ như này là bao tiền hả bác? Lúc bây giờ năm 2008 tôi hoàn thành xong thì nó là khoảng 1 tỷ. Khoảng 1 tỷ. Còn 1 tỷ để xây dựng ngôi nhà cổ này. Vâng. Còn bây giờ thì không biết. Vâng, tức là năm thời điểm đó là năm 2008. 2008. Vâng, rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì chắc nó chỉ hơn một chút thôi, nhưng mà vấn đề đặt ra là không kiếm được gỗ. Vâng, đúng rồi. Tức là nếu mình mà kiếm được những cái gỗ mít mà nó lõi mà chuẩn chỉ này là hơi khó mà. Đấy bên ngoài bác cũng chơi cái hiên này mà cái đồ hòa này bằng cái đá xanh. Còn trước của nó là 5 bậc đấy chứ, nhưng mà vì cái đường nó lên cao quá nó bị đắp đi. Vâng. Trước là 5 bậc. 5 bậc. À à. Vâng. 5 bậc vì cái đường này trước nó lên cao và mình phải sửa lên. Vâng.